trong nhà có gan nè, trong nhà có gan nè, trong nhà nè. Nếu anh cần tiền, tôi sẽ giúp anh kiếm tiền. Chú Kèo. À, 20. Mỗi ngày anh chỉ kiếm được dưới 30 triệu. Còn nếu hơn thì phước phần của tôi sẽ giảm, đúng chưa? Không sợ. Trả ra 30 triệu. Nè, nè, kiếm chú tụi nó mà anh ơi. Anh muốn trả. Bắt đầu quay số. Sao đi cả buổi giờ chúng giải tám nữa, có 1.2 triệu hả? Ma cũng cơm áo gạo tiền, tụi tôi cũng phải giành giật cô hồn mới có miếng ăn đó anh Lanh à.